Một hai bạn rồi. Tư thế ngồi mà cái cầm bút. Tiếp. Một tư thế. Tư thế ngồi viết. Một lưng thẳng. Hai hơi đầu cúi. Ba không tì ngược vào bàn. Bốn mắt cách vợ khoảng 20 năm. Đến 30. Đến 30. Gì đây? Centimet. Centimet. Tay phải cầm bút. Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 chân để sống. Xong. Xong sóng thoải mái. Xong xong. Có sóng đâu, có dấu đâu. Xong xong thoải mái. Xong xong thoải mái. Tiếp tục. 2. Cách cầm bút. Cầm bút 3 ngón tay. Bằng 3 ngón tay. Bằng 3 ngón tay. Ngón tay. Ngón cái. Ngón cái. Trỏ và ngón trỏ. Ngón trỏ và ngón giữa. Rồi. 1. Ok, được rồi. 2. Khi viết dùng 3 ngón tay di chuyển bút. Tay di chuyển bút. Và tự từ từ trái sang phải cách cán cầm bút. Cán bút. Cán bút. Nghiêng về bên phải cổ tay. Đúng. Và khuỷu tay và cánh tay động theo mềm mại thoải mái. Rồi tiếp. Và cuối cùng là không nên cầm bút tay trái. Đúng rồi, yeah.